Đầu tiên thì các bạn sẽ truy cập vào trang tìm ảnh động IFFY. Các bạn sẽ gõ từ khóa là walk, đi bộ. Và lưu ý là các bạn nên chọn những cái hình ảnh mà không có background phía sau. Thì mình sẽ chọn hình ảnh chú chuột Totoro với nền background đằng sau là trắng. Như thế thì các bạn sẽ dễ xử lý hơn trong quá trình làm slide. Các bạn sẽ ấn vào lưu hình ảnh thành, sau đó ấn save, chọn vào thư mục mà mình cần lưu ảnh. Ở đây thì mình đã lưu sẵn về máy rồi nên là mình sẽ bỏ qua thao tác này. Tiếp đến là các bạn sẽ vào trang FreePic để tìm một cái hình nền hợp lý cho mình. Các bạn cũng cái này thì tùy thử sở thích của các bạn. Và cái hình nền mà mình dùng thì mình sẽ gõ phong cách là Aesthetic Background. Hoặc là các bạn cũng có thể gõ từ khóa là Abstract Background. Ở đây thì sẽ có rất nhiều hình nền cho các bạn lựa chọn. Các bạn chỉ việc tải về và insert vào slide của mình thôi. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành dán hình nền vào cho slide. Thì mình sẽ vào phần save và vẽ ra cho mình một hình chữ nhật. Lưu ý là hình chữ nhật này là hình chữ nhật bo góc. Đó, mình sẽ tùy chỉnh kích thước sao cho nhìn cho cân đối và hợp lý. Sau đó mình sẽ ấn vào format save và fill. Đó, và sẽ đổi màu trắng cho phần nền. Tiếp theo đó ở phần viền thì mình sẽ tăng độ dày lên. Và để cho phần viền sẽ có dạng nét đứt thì mình sẽ vào phần Dash Type, sau đó chọn vào Sketch Type, và khi đó chúng ta sẽ được cái khung viền nhìn nó như trên slide của mình. Đó thì mình sẽ vào Insert và dán chú chuột vào đây. Các bạn cần phải để lưu ý là các bạn cần phải để hình nền trùng với cái background của ảnh chú chuột. Rồi tiếp theo thì mình sẽ vẽ cái thanh loading, cũng là vào phần shape và vẽ ra cho mình một hình chữ nhật bo góc. Đó, kích thước thì các bạn tự điều chỉnh một cách tùy ý. Mình sẽ vào No Fill. Đó, ở phần viền thì mình sẽ cho viền trùng với màu da của chú chuột. Đó, tăng độ dày của viền lên. Đây là mình sẽ nhấn tổ hợp phím Ctrl D để tạo ra cái thanh chữ nhật chạy cho hiệu ứng loading. Đó, và mình sẽ để trùng khớp lên nhau. Tiếp theo mình lại vẽ tiếp một hình chữ nhật bo góc để làm nút start. Mình cũng sẽ chọn vào No Fill và ở phần Outline thì mình sẽ để màu đen, tăng độ dày của viền. Tiếp đến là mình sẽ vẽ ra một ô text box và gõ chữ Start.
chỉnh sao cho cân đối nhất. Và ở phần phông chữ thì mình sẽ chọn một cái phông chữ nào mà mình cảm thấy phù hợp và ưng ý. Và ở đây thì mình sẽ dùng phông chữ là MV Bully. Rồi, tiếp tục căn chỉnh. Tiếp theo mình sẽ nhóm chữ Start và khung chữ Nhật lại. Mình sẽ tạo một ô text box viết chữ Loading. Thao tác thì làm tương tự như chữ Start. Chọn phông chữ như vậy. Rồi bây giờ mình sẽ vào phần Picture, vào mục This Device. Đó. Bấm vào phần icon và gõ chữ click để tìm cái hiệu ứng tìm hình con trỏ chuột. Đó, mình sẽ thu nhỏ lại. Đó, đặt đến vị trí quý. Và ở mục animation thì mình sẽ thêm hiệu ứng like cho con trỏ chuột. Đó, sau đó mình sẽ điều chỉnh lại cái đường đi để tạo cái hiệu ứng là con trỏ chuột sẽ click vào ô Start. Đó, và tiếp theo thì mình sẽ chọn thêm một cái hiệu ứng cho con trỏ chuột, đó là hiệu ứng Fade. Hiệu ứng này là biến mất, nghĩa là khi con trỏ chuột kích vào ô Start thì nó sẽ biến mất. Đó. Còn về on start thì mình sẽ chọn hiệu ứng on, hiệu ứng nhấn mạnh. Mình sẽ chọn phần start là with trigger. Delay là 0.3, duration là thông số 0.5. Các bạn cứ làm theo thông số như mình là được. Và sau khi có hiệu ứng nhấn mạnh thì mình sẽ phải làm cho nút Start này biến mất. Đó, thì mình sẽ vào mục hiệu ứng có biểu tượng ngôi sao màu đỏ. Đó, mình sẽ chọn là Disappear. Sẽ tạo hiệu ứng cho chữ loading. Mình sẽ vào tiếp mục animation. Ứng là appear cho chữ loading và dấu 3 chấm. Tiếp đến mình sẽ tạo thêm một hiệu ứng nhấn mạnh.
sẽ bôi đen chữ Lighting và chọn vào Object Color để đổi màu. Đó, và làm tương tự đối với dấu ba chấm. Mình cũng bôi đen và chọn hiệu ứng Object Color. Và ở phần mục Start cũng như là Duration thì các bạn sẽ làm theo video như mình. Mình sẽ vào mục Effect Option. Đó là sự xuất hiện. Đó, thay vì OS 1 thì mình sẽ chuyển by letter, tức là từng chữ một sẽ đổi màu và tăng thông số độ trễ lên. Đó, thì các bạn sẽ nhìn thấy là các chữ sẽ đổi màu một cách từ từ, từng chữ cái một. Đó, tương tự đối với dấu ba chấm. Đó, mình cũng sẽ đổi thành by letter và tăng cái thông số độ trễ lên. Chúng ta sẽ bấm vào Preview và xem qua các hiệu ứng của mình. Tiếp đến là mình sẽ vẽ thêm một ô chữ nhật và đổi cái màu xanh giống như màu của background để mình sẽ đổi cái màu chữ. Chuột phải vào hình chữ nhật, vào format shape, xong rồi chọn color, more color, copy mã màu, rồi tiếp đến quay lại mục animation, đó, ở phần effect option của chữ loading, đó, bằng chữ more color sẽ dán cái mã màu vào đây, ok, đó, vậy là chữ loading của mình sẽ chuyển sang màu xanh giống như màu của background. Đó, mình cũng sẽ làm tương tự như vậy với dấu ba chấm. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển chữ loading trùng vào ô start. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thử xem. Đó, start biến mất và chữ loading bắt đầu chạy vào ô chữ nhật của thanh loading. Vào Add Animation, chọn hiệu ứng Shape. Ở đây mình sẽ để thời gian là 3.15. Đó, sẽ đổi lại hướng là từ trái qua phải. Đó, thì các bạn nhìn thấy trên màn hình. Tiếp đến là sẽ thêm hiệu ứng Line cho chú chuột. Kéo nó lên, nó để từ trái sang phải. Nó quãng đường chú chuột di chuyển sẽ dài bằng độ dài của thanh loading. Các bạn căn làm sao nhìn cho nó hợp lý là được. Rồi ở đây mình sẽ điều chỉnh hai cái hiệu ứng này là Start with Previous. Thử trình chiếu lên để xem. Đó, có vẻ khá mượt rồi. Tuy nhiên là các bạn nhìn thấy chú chuột đang chạy hơi nhanh một chút so với thanh loading. Vậy thì mình sẽ sửa lại phần effect option, phần thông số smooth start, smooth end, kéo hết về không. Đó, như vậy thì chú chuột đã chuyển động một cách từ từ và chậm rãi.
Bây giờ sẽ xem thành quả cuối cùng.